Next song. Hôm nay hơi gió ha. Đó mình đi là okay. Sao đi thôi. Đi Lâm chuyển đường đi, Lâm chuyển đường đi đi. Đâu biết đường đâu. Đi cái chỗ bữa đó. Không không thì bây giờ ở đây follow Thái nha. Ok. Đó này là cuộc sống của bên Úc. Giấc chiều mấy anh em đạp xe đạp chung. Ừ bỏ vô đi. Hả? À, về chắc của Long cho khỏi đi. Ờ next time đi. Không thì Thái bỏ vô cũng được mà. Đây là mấy mấy anh em ở chung khu ở Franklin tại thủ đô Canberra. Hả? Dạ yeah, được, good. Tại vì cái này em cũng lâu lắm rồi em đâu có chạy đâu. Dạ. Yeah. Thì nếu mà cuối tuần đó mấy anh em chạy chơi để tới vô mà cái daylight saving đó cái mình đạp ra tới xí tì luôn rồi mình ăn ăn xong rồi cái mình đạp về. Good idea, exercise luôn. Hey, how are you? What happened? You bought a holder? Hey, how are you? Good. So you're gonna be on YouTube, mate. Oh shit, shit, shit. Hả? Làm sao? À, thằng em nó đi về Brisbane holiday rồi. Dạ? À nó để bên
mấy lâu lâu đó. Dạ. Hả? Có nhưng mà tài nó bị nó bận rồi. Yeah. Nó lần bữa nào mà đây lại tới đây mình có nhiều thời gian lắm, mình đặt đây cái đèn nó tới đó. Mình chưa đi đường nào đâu. Đường cũng đường cũng như đường trong như là chạy sướng lắm. Chạy trong đây thì dám chứ ngoài đường lộ không dám đâu. Không chạy đường lộ, chạy đường trong. À. Anh có tin bạn sẽ đi vào đi đâu nhà đường chưa? Đường trong á hả? Đường trong khó, khó đi. Dạ. Chiếc của ông Thái cũng 2000 mấy nè. Yeah. Con bôi này cao vậy ha. Cái nón anh sao có cháy đèn không Thái? Nón không hả? Ừ. Có hả? Ồ, tính ra cái đèn của Thái ngon à. Cái này sáng đó thì cũng bằng sáng thì sáng bằng cái lồng rồi ha. Nhưng mà nó đều nó có thêm feature nó gì. Có preset sẵn hết trơn phải không? Ừ. Cái preset sẵn là đến tới chạy raw hay là cái kêu là trail hoặc là city. Nó có sẵn preset sẵn. À. Yeah. That's good. Thái nhìn professional ha. Hả? Quần rồi áo. Ừ, cái này chuyên nghiệp mà. Không lên xe này mình lái nhiều quá. Recommend lòng với đất xong mua lấy mặt cái bụng thai đó. Chạy không mà cái không bị nặng cái da cái chân đó. À. Xa, à.
không có cái, có cái ta, có cái cây này nó ngon hơn Thái ơi. Cái cây nào? Cái handle bar nè. À, nó dùng cái tay bò hơn không? Dạ. Yeah. Cái này dùng mỗi lần chậm nó cũng được hơn. Ừ. Hả? Bữa giờ kiếm lại có mất gì không? Sao? Bữa giờ kiếm lại có mất gì không? Không. À, sao? Nó mất kiểu gì á, không chứ phải kêu là kêu mình đâu. Nó bấm, nó bóp kèn mấy cái luôn. Làm hello thôi ạ. À? Rồi không biết nữa. Tưởng nó mất rớt đồ phải không? Cái này phải áo chùm đầu không thôi, nó lạnh á. Nó lạnh hai cái lỗ tai. Hả? Nhiều việc không? À thì bây giờ nó vô mùa, bắt đầu chuẩn bị bắt đầu vô mùa. À, vô mùa mùa mà người ta ăn chơi đó. Thì người ta làm móng nhiều. Hả? Ờ à, hết kêu rồi. Đâu Thái chạy thử cái Thái. Coi thử nó có ấy gì không. Hình như nó vẫn còn kêu kêu cái gì á. Chạy thử cái Thái. Còn kêu không? Cái kia hết kêu rồi.
Ok hả? Oh my god, lên dốc nè. Good rồi hả? My god. Dốc quá trời quá đất. Lên dốc không muốn xỉu. Lâu lắm rồi đâu có chạy. Đuối à. Lên dốc đuối à. Hả? Hả? Lên dốc không đuối rồi đó. Lên dốc không đuối hả? Thôi giờ thấy là chạy là người thấy ngon rồi không? Chút nữa ban đêm coi thử đèn của nào sáng nhất. Chắc nghĩ cô Thái bộ à. Dữ à. Hả?
Viên Tài nói gì không? Nó nói nó không dám đạp chân với tụi mình. Tụi mình toàn là chơi đồ mới không, còn nó là đồ cổ. Không có cái thang hoài không? Hả? Cái thang hoài á. Không có đúng rồi, cái thang hoài á. Ủa đi chơi thử gì đó không? Có gì đâu, cái đồ nào xài miễn sao chạy được. Nhưng mà tính ra cái chiếc xe của nó mà 10 năm về trước là tiền không á. Mà mình kêu làm cái concept đi, rồi mình cho vài cái xe. Không làm à? Làm nhưng mà không dám chơi. Có làm chưa? Làm chưa? Làm rồi nhưng mà để coi thôi. Ấy con Luna Si á, trời ơi, bây giờ nó xuống còn có 4 mấy à ha. Biết nhiều hổng bán ha. Thôi kệ, để luôn. Rồi Luna, con Luna bình thường đó. Ủa lên 6 đồng mấy luôn. Đi đâu, đi đâu. Em nghĩ chắc vậy. Hả? Thôi để em bật cái này lên chơi. Có đèn hả? Cái này có 200 mà. Mà thí dụ mình lỡ té đó, là 30 giây mà mình không có đứng lên đó, là nó tự nhắn tin cho nói là mình bị té chỗ nào. Yeah. Ủa ấy đâu rồi?
Đuối em hả em. À, anh chắc đạp này thường hả? Không à, anh á chạy xe đạp thường hả? Ở ít lắm hả? À, lâu không chạy, chạy lên đuối à, mệt á. Cái này nó gũ đạo Ga City, em biết đọc có nổi không?
quay. Đuối rồi đó. Đuối. Đuối hơi. Hết hồi nó chạy về nhà lóc lại luôn, nhà đất lại luôn, khoảng chừng 2 mấy cây. Hello. Ừ, hello em. À, tụi nó đổi hướng rồi em ơi. Em đang ở đâu? Em đang ở đâu? Đang ở cái gì, Trần Cao Linh.